Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ly Kỳ. Và nội dung sau đây là tình cờ quay lại được những đoạn phim ma ghê rợn tại Nhật Bản. Đoạn phim này được quay lại tại một dãy nhà trọ bỏ hoang bởi hai thanh niên có tên Takuchi và Yamada vào ngày 10 tháng 8 năm 2013. Theo như thông tin được cung cấp qua lời kể của Yamada, người đã quay lại đoạn video này cho biết đây là dãy nhà trọ nằm ở vùng ven thành phố Nagoya, Nhật Bản. Nghe đầu khoảng 5 tháng trước, tại đây đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn khiến 5 người chết và 17 người bị thương. Theo giới điều tra cho biết, nguyên nhân của vụ cháy xuất phát từ căn phòng của Yatama, một gã trung niên đã thuê trọ ở đây cũng hơn 1 năm. Theo như chủ nhà trọ cho biết, ông ta đã bị đuổi việc do bị nghi ngờ là trộm cắp tài sản nơi làm việc. Sau đó Yatama lao vào rượu chè và dẫn đến bế tắc. Theo khám nghiệm hiện trường cho biết, trong phòng của Yatama có mùi xăng dầu rất nồng nặc. Từ đó có thể kết luận ông ta đã cố tình tự tử, tìm đến cái chết như để giải thoát khỏi cuộc sống đau khổ này. Và những gì mà hai thanh niên này vô tình quay được chính là căn phòng mà Yatama đã ở. Và một hình dáng thấp thoáng hiện ra, không ai khác chính là hồn ma của gã Yatama này. Đoạn phim này được quay lại tại công viên ngoài trời thuộc vùng quê thành phố Fukui, Nhật Bản vào ngày 18 tháng 4 năm 2014 bởi một cặp đôi có tên Shigata và Nurie. Theo như những gì Nurie cho biết thì hôm nay là ngày họ đi hẹn hò với nhau. Khi đi ngang qua khu công viên này, cô ta đã rủ Shigata vào đây chơi cũng như để ôn lại kỷ niệm hồi hai người mới quen nhau. Shigata và Nurie đã leo lên máng trượt, trò mà đã khiến hai người tình cờ quen nhau rồi trở thành người yêu của nhau cho đến lúc này. Đã 2 năm trôi qua và giờ đây Shigata tỏ ra rất ngượng ngùng khi chơi trò máng trượt này. Khi bị Nurie hối thúc, anh ta đành phải tham gia vào cuộc vui. Rồi sau đó hai người tiếp tục đi đến những nơi khác nhau của ngày hôm đó. Nhưng họ không ngờ rằng những gì mà họ đã quay được tại khu công viên này chứa đựng một bí ẩn khủng khiếp. Một bí ẩn về sự mất tích không lý do của một nữ sinh trung học tại đây có tên Mariko. Người mà có khuôn mặt hiện ra trong cái máng trượt đó được xác nhận là Mariko. Bởi vì vài ngày sau đó, người ta đã phát hiện xác của cô nữ sinh xấu số này được chôn đằng sau cái máng trượt đó. Đoạn phim này được quay lại tại một vùng dân cư vắng vẻ ven bìa rừng Kinato thuộc thành phố Yamaguchi, Nhật Bản bởi một nhóm 3 thanh niên vào lúc 10 giờ tối ngày 19 tháng 6 năm 2014. Theo thông tin được biết, nhóm bạn này là những thành viên của một trang web chuyên đi khám phá những nơi bí ẩn ma quái ở Nhật Bản.
cách thời gian này khoảng 3 ngày trước, họ đã vô tình tìm ra địa chỉ này gắn kết với một câu chuyện ma quái đến rợn người. Tại đây hồi 5 tháng trước là hiện trường của một vụ án giết người. Nạn nhân là một cô gái sống cách đây khoảng 10 km, có tên Harumi. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là bị nghẹt thở. Theo giới điều tra cho biết, có thể là một sự trả thù tình. Nạn nhân Harumi có vẻ đã bị bất tỉnh trước đó do bị chụp thuốc mê. Và theo như hiện trạng của tử thi và hiện trường vụ án, thì người ra tay có vẻ là một người mà Harumi quen biết. Lần theo những manh mối, các thanh tra tại đây đã tìm ra kẻ sát hại Harumi chính là một người bạn của người tình của cô ta. Khi cô ta có ý định chia tay, thì gã người tình đã hẹn cô ta ra đây như muốn nói lời cuối cùng. Nhưng thật ra là hắn đã nhờ một người bạn để giết hại cô ta. Và những gì nhóm thanh niên này quay được vào đêm hôm đó chính là hồn ma chết oan của cô gái có tên Harumi này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ video này. Đây là cách mà bạn ủng hộ chuyện ly kỳ